hãng xe Nhật Bản vừa chính thức ra mắt phiên bản 2022 cho mẫu xe ga Honda PCX160 hoàn toàn mới, với một số thay đổi giúp xe mới mẻ và thể thao hơn. Đi kèm với đó là mức giá khởi điểm ở mức 86.900 baht, tương đương 60 triệu đồng. Trên phiên bản mới, Honda PCX160-2022 mới đã được thay đổi màu sắc nhằm giúp xe thể thao hơn. Hiện được bán ra với hai phiên bản là tiêu chuẩn và ABS. Honda PCX160 có tổng cộng 5 tùy chọn màu sắc gồm đỏ nhám và xám nhám trên bản ABS. Bản tiêu chuẩn có 3 tùy chọn màu là đen nhám, trắng và xanh. Honda PCX160-2022 được trang bị động cơ đốt trong với xi lanh đơn, 4 van, dung tích 156,9cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 16 mã lực tại tua máy 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 15 Nm tại tua máy 6.500 vòng trên phút. Về trang bị, Honda PCX160-2022 được trang bị hệ thống chiếu sáng full LED, đồng hồ là màn hình kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị hàng loạt thông tin cơ bản của xe. Hộp chứa đồ phía trước của PCX160 được tích hợp sẵn cổng sạc USB Type-C để người dùng có thể sạc điện thoại một cách tiện lợi. Bên dưới yên xe là cốp đồ 30 lít cùng ngăn U-Box, chuyên dụng để chứa mũ bảo hiểm full face. Được định vị là xe ga ở phân khúc cận cao cấp nên Honda PCX160 còn được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát lực xoắn HSTC, đèn báo hiệu dừng khẩn cấp và hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước. Riêng phiên bản PCX160 tiêu chuẩn sử dụng phanh CBS có vai trò phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau. Tại Thái Lan, Honda PCX sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Yamaha Mach 155 hay GPX Drone. Hiện tại Honda Việt Nam đã không còn kinh doanh sản phẩm PCX150 cũ, nhưng hãng cũng chưa đưa mẫu PCX160 về thay thế. Dù vậy, Honda Việt Nam đã có động thái đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu Honda PCX160 tại Việt Nam, vậy nên nhiều khả năng hãng xe Nhật Bản sẽ phân phối mẫu xe này tại Việt Nam trong tương lai.